Vâng, chào cháu. Chào Phan Thanh Toàn từ Việt Nam. À, các cháu lên sớm. Lina Nguyễn. Hello cháu. Cháu nào lên trước chụp hình cái cô để trên mạng nhé. Hình đó sẽ giúp đỡ các cháu rất nhiều. Nếu cháu nào chưa có. Hello Thảo Nguyễn. Hello Lina Nguyễn. Các cháu share giùm cô. Hello Thương Đặng. Có 7 cháu, có 8 cháu lên sớm hôm nay. Đây là những người để ý về Life Hack hay là Life Partner nào? Các cháu có nghe cô nói rõ không? Có 10 người. Ok, các cháu chịu khó chụp tấm hình nhé. Hay là tí nữa cô sẽ post trên mạng anyway. Cảm ơn Thảo Nguyễn. Đã Linh Lê. Từ Đà Atlanta. Chào cháu. Chào Thảo. Thảo từ Việt Nam phải không cháu? Chào Phan Thanh Toàn. Wow, còn sớm quá nhưng mà cô để cái hình đó thì cháu nào có máy thì chụp nhé. Rồi cảm ơn Trực Thành hay là Trúc Thanh đã cho cô biết là cháu nghe rõ. Thương Đặng cảm ơn cháu. Cô lên hơi sớm tại vì cô đang ở Việt Nam không biết hệ thống internet như thế nào, thành ra cô hơi hơi lo lắng. Hello Nina Nga Vân. Chắc từ bên Mỹ nhỉ? Rồi, cái hình này. Các cháu nào lên sớm chụp hình tấm hình đó nhé. Nhưng mà chắc tí nữa cô cũng phải post lên product support anyway. Thì bây giờ cô có thể quay sang cô. Hình nhìn không rõ cô ơi, rồi tí nữa cô post lên mạng, cô post lên sau các cháu. Xin lỗi các cháu nha. 15 cháu rồi, để coi làm sao cô quay qua lại. Rồi, cô phải quay lại. Để sửa soạn lên mạng với các cháu. Cô sẽ post cái hình lực lên product support để nó rõ hơn cho các cháu. Okay, trong thời gian mình còn 5 phút nữa, các cháu nào có câu hỏi thì cứ liệng ra rồi cô trả lời được, cô trả lời nhé. Thì đó là phần thưởng cho cháu nào. Có cháu không nghe được. Huỳnh Pha không nghe được, các cháu khác thì sao? Cô sẽ cố nói lớn nhé. Huỳnh Pha không nghe được. Mình có 18 vị trên mạng thì các cháu khác cho cô biết là mình có nghe được không nha. Ok, Thảo Nguyễn rõ cô. Như vậy là Huỳnh Pha là có vấn đề cháu. Darlene confirm rõ. Rất rõ cô ơi. Xong. Như vậy là cô sẵn sàng để đi. Để nói chuyện.
Cảm ơn các cháu lên sớm, còn 4 phút nhưng mà cô không biết là cô có nên bắt đầu không nhỉ? Thì sợ không công bằng. Nghe good cô, ok. Cảm ơn hải quan ân. Hải quan ân thì phải duyên phận. Nghe rõ cô ạ. Rồi, cảm ơn các cháu rất là nhiều. Xong. Mình còn vài phút nữa, thành ra cô không dám bắt đầu. Úi cha, còn tới 6 phút nữa lận. Cô lên trước để thử mạng, tại vì sợ mạng bị yếu, thành ra cô lên trước. Nhưng mà không ngờ hình như là hôm nay mạng sẽ tốt. Có 29 cháu trên mạng, cảm ơn các cháu lên sớm. Nếu mình còn 4 phút, cảm ơn. Hello chị Thu Vân, chị Thu Tâm Freeman. Chào chị. Ô vậy hả? Đừng thả tim. Ok. Lạ nhỉ? Cô biết là có 30 người trên mạng, thành ra cô rất vui. Về cái đề tài này thì cô tưởng là nó sẽ không có hào hứng đối với nhiều người, tại vì chắc bây giờ ai cũng để ý AP24. Ít ai mê về Life Hack như cô. Nhưng mà cô là Life Hack Nano hay là Life Hack hay là sản phẩm vẫn là cái mặt sống của cô. Cảm ơn Liên Ngọc Hậu. Cảm ơn cháu. Mình làm cái nghề này mình phải đẹp ra hơn mỗi ngày, nếu không thì không ổn nha cháu. Thì cố gắng nhé. Hello Vân Võ. Cảm ơn em mời chị lên làm cái bài tối hôm nay. Hello Denny, cảm ơn cháu. Cô là sản phẩm của sản phẩm, nếu cháu nào nghĩ càng ngày cô càng đẹp ra, đúng, đúng như vậy. Cô công nhận là tại vì cô là sản phẩm của sản phẩm và cô tận dụng sản phẩm Pharmanex tận cùng. Tức là cô nhìn vô hết 300 sản phẩm của công ty New Skin và Pharmanex từ bên ngoài vô trong, cái nào mà nó áp dụng được cho cô là cô dùng hết, cô không chừa thứ nào. Hình như là cô dùng hết rồi, ngoại trừ cái sản phẩm Vinix. Thì anh chị nào chưa biết sản phẩm Vinix là gì thì gọi cô nếu mà cảm thấy muốn. Ồ, Vinix thì nói luôn cho rồi, Vinix là tốt cho đàn bà lẫn đàn ông, nhưng mà nó thay thế Viagra và nó làm cho gia tăng tình lực đó quý vị. Nhưng mà tốt cho cả đàn bà lẫn đàn ông, thì chỉ có sản phẩm đó cô chưa dùng tại chưa có nhu cầu. Nhưng mà trong gần 300 sản phẩm của công ty New Skin Pharmanex thì cô dùng hết rồi. Cảm ơn Denis Dung. Cho nên các cháu muốn càng ngày càng đẹp ra như cô thì dùng sản phẩm tận tình nhé. Có vậy thôi. Lẽ dĩ nhiên mình phải ăn uống một cách đúng nữa. Thì vài hôm nữa cô sẽ nói một bài về cách nhịn ăn để phòng chống ung thư. Rồi, 10:59 thì cô nghĩ cô cứ vô đi, để 34 người đang chờ thì cũng tội nghiệp nhé. Thì hôm nay cái đề tài của ngày hôm nay là nói về sự khác biệt giữa Life Hack, với các Life Hack và Life Hack Nano. Thì tên tên mình là, nếu mà các vị nào còn mới đó, mà dạo sau này đó, thì những cái tên mà chạy chạy ngang màn ảnh đó, mình chưa biết. Thành ra mình nghĩ là có nhiều vị mới trong này ha. Thì tên mình là Hannah Ái Hành Trần. Phục vụ của mình là giám đốc khoa học xét nghiệm. Phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm ở bên Mỹ. Và cách đây 4 năm, mình đã từ chức giám đốc khoa học xét nghiệm cho George Washington University Medical School, tức là Đại học George Washington Medical School, để mà theo đuổi công ty New Skin toàn thời gian quý vị. Lẽ nhiên trong 32 năm phục vụ xét nghiệm thì mình đã từng là giám đốc cho Đại học Y khoa John Hopkins ở Maryland, và mình cũng từng là giám đốc cho hệ thống khoa học xét nghiệm lớn nhất nước Mỹ là Quest Diagnostic. Thì sau 6 năm mình gặp Nu Skin cách đây 6 năm, thì sau 2 năm biết được Nu Skin và dùng sản phẩm toàn thời gian với Nu Skin thì đã hỗ trợ mình hết cái bệnh cao mỡ và hết bệnh thiếu máu, và đã giúp cho mẹ mình xuống thuốc tây hoàn toàn hết 7 thứ bệnh là cao mỡ, cao máu, tiểu đường, rối loạn tiền đình với lại táo bón kinh niên đó. Thì dùng 7 thuốc tây để chữa các cái bệnh đó. Mẹ mình vật lộn thuốc tây cũng hơn 30 năm và mình vật lộn thuốc tây cũng hơn 16 năm, thì cuối cùng hai mẹ con mình là free of drugs, tức là không có bị uống thuốc tây nữa quý vị. Cũng hơn, đối với mình là hơn 3 năm nay và mẹ mình cũng vậy, hơn 2 năm nhá. Thì cái đó là cái lý do mà
mình rất là đam mê cái công ty này đến nỗi mà mình từ bỏ chức vụ giám đốc khoa học xét nghiệm để mà đi theo đuổi công ty này toàn thời gian và nhiều lý do khác nữa. Nhưng mà hôm nay mình vô đề tài tại vì mình chỉ có 30 phút để nói chuyện với quý vị thôi ha. Thì bây giờ nói về Pharmanex á, là Pharmanex là một cái chi nhánh của Nu Skin Enterprise và Pharmanex là cái chi nhánh mà chế tạo ra sản phẩm Lifepak, cái hàng Lifepak và Lifepak Nano. Thành ra khi nào quý vị giới thiệu Lifepak hoặc là giới thiệu sản phẩm Pharmanex, sản phẩm Lifepak cho bác sĩ hay các người về healthcare professional, là những người làm về sức khỏe, thì quý vị phải nói về Pharmanex. Tại vì cái sản phẩm này có trong quyển cẩm nang của bác sĩ. Và do đó, nếu quý vị bác sĩ có câu hỏi thì câu đầu tiên thì mình sẽ mời bác sĩ vô xem, nói là quyển này, cái sản phẩm Lifepak có nằm trong quyển cẩm nang bác sĩ của PDR đó, là Physician Desk Reference, mời ông vô xem. Nhưng mà vô xem dưới phần Pharmanex, chứ đừng có vô xem dưới phần họ đi kiếm New Skin là không bao giờ tìm ra sản phẩm Lifepak quý vị nha. Tại vì nhiều đồng đội của mình đã gặp cái trường hợp này, nói bác sĩ không tìm ra trong quyển sách PDR, tại sao chị nói nó ở trong PDR? Nó nằm ở dưới phần Pharmanex. Lifepak mình nằm ở dưới phần Pharmanex trong quyển PDR. Ok, quý vị nhớ nhé. Thì bây giờ mình nói thẳng về trước nhất, trước trước khi mình so sánh Lifepak Nano với tất cả các Lifepak khác đó quý vị, thì mình phải nói về Lifepak Nano trước, là lý do tại sao tí nữa quý vị sẽ hiểu nhé. Tại vì trong tất cả các hàng Lifepak, Lifepak Nano là đứng đầu. Đứng đầu vì nhiều lý do mình sắp sửa trình bày quý vị đây ha. Thì Pharmanex á, Lifepak Nano thật sự đó là một cái sự cách mạng hóa hay là một cái sự đổi mới trong khoa học chống lão hóa quý vị nha. Thì Pharmanex đã cách mạng hóa bằng cách là áp dụng các nguyên tắc nano tới các chất dinh dưỡng chống lão hóa. Ok, thì bây giờ mình nói sơ sơ về tại sao gọi là Lifepak Nano, cái tên của nó là nano, là đơn Lifepak Nano là mình có trước trong nhà đây. Thì Lifepak Nano thì quý vị bị nhìn ngược ha thì chịu khó. Thì Lifepak Nano đó, nano có nghĩa là quý vị cứ tưởng tượng nó là công nghệ nano, và nano là đơn vị toán, một nanometer hay là một nanomet bằng 1/1 tỷ của 1 mét, thì nói như vậy cái phân tử của nó nhỏ tương đương như vậy quý vị ha. Thì cái đó, do đó là cái tên Lifepak Nano nó tên từ nó ra từ cái đó, là từ công nghệ nano. Thì Pharmanex thật sự đã cách mạng hóa bằng cách là áp dụng các nguyên tắc nano tới các chất dinh dưỡng chống lão hóa quý vị. Thì khi áp dụng cho dinh dưỡng đó, cái quá trình nano này liên quan đến thể chất, thay đổi một từ một chất dinh dưỡng khó hấp thụ để nó có thể trở nên sẵn cho cơ thể được dùng đến mà không thay đổi chức năng của nó quý vị ha. Thì ví dụ như là các vitamin tan trong chất béo như là carotenoid và CoQ10 đó quý vị, có xu hướng chụm lại với nhau khi mà nó ở trong ruột mình ha. Thì làm cho chúng nó không có hấp thụ được hoặc là khó hấp thụ qua đường ruột. Và để tăng khả năng hấp thụ đó, các phân tử riêng biệt này được tách ra bằng cách sử dụng Lifepak Nano khi mà đóng gói. Tức là những cái phân tử này được bọc bởi một cái capsule, tức là capsule lấy được đó, bọc bởi một cái nhờ công nghệ nano mà nó được tách ra bởi những cái phân tử được tách ra từng từng viên một. Như quý vị, thành ra quý vị coi trên cái hộp Lifepak Nano thì quý vị sẽ thấy cái hình này. Thì đây là nhờ công nghệ Lifepak Nano. Còn nếu mà các sản phẩm của các ngoài kia mà không có công nghệ Lifepak Nano thì nó vô đường ruột, nó đóng cục lại như vậy quý vị. Cái carotenoid với lại nano với lại CoQ10, nếu mà nó không là Lifepak, nó không có cái nano technology thì đóng cục. Nhưng mà của Lifepak Nano của mình thì nó được capsulated, nó được bao bọc từng phân tử một và nó vô đường ruột một cách thẳng, hấp thụ thẳng. Thì đó là công nghệ nano mà mình nói sơ sơ ha quý vị ha. Ok, thì cái quá trình mà nano, cái đóng gói bằng công nghệ nano này đó, ngăn chặn các phân tử bám vào nhau để chúng có thể dễ dàng hấp thụ hơn, trong này nói đấy ha. Thì cái khả năng khả dụng sinh học cao cấp với cái bằng sáng chế về công nghệ nano này đó thì gọi là C, tiếng Anh gọi là CR6, tức là C, tiếng Việt Nam gọi là C rồi R rồi số 6 rồi lipo nutrients. Quý vị sẵn sàng lấy bút và viết ra đi nhé, tại vì hôm nay mình nói nhiều cái từ mà quý vị phải viết đó, thì mới nhớ. Còn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Thì quý vị sẽ nghe mình nói cái bằng sáng chế CR6 lipo-nutrient rất là nhiều trong cái bài này ha. Thì nó là công thức đầu tiên cung cấp cho cái CoQ10, CoQ10, mình xin lỗi, mình phải cố nhớ tiếng nói tiếng Việt.
nó trở thành nano CO CoQ10. Thành ra cái CO CoQ10 ở trong cái sản phẩm LifePak Nano của mình á, nó không phải là CO CoQ10 bình thường mà nó là nano CO CoQ10 quý vị nhé. CO CoQ 10, ok. Và carotenoid nó cũng biến thành cái dạng nano, và cùng với các chất dinh dưỡng khác thì nó nhờ cái công nghệ nano để mà cái tác dụng tối đa trong cái sự hấp thụ để chống lão hóa. Ok, thì trong trường hợp coenzyme Q10, nó tức là cái kích thích tố CoQ10 đó quý vị, quá trình đóng gói bằng cái phương pháp nano này á, làm tăng cái khả dụng tăng lên gấp từ 5 tới 10 lần cái sự hấp thụ trong cái tế bào trong con người của mình, hơn 5 lần cho tới 10 lần so sánh với các sản phẩm mà không có công nghệ nano, gọi là CR6 lipo nutrient. Lipo là mỡ, nutrient là dinh dưỡng, tức là dinh dưỡng béo đó quý vị ha. Thì dịch ra là như vậy. Thì LifePak Nano mang lại khả năng sinh khả dụng cao nhất với công thức nano công nghệ đầu tiên và các chất dinh dưỡng chống lão hóa tiên tiến theo công thức toàn diện có sẵn thông qua Pharmanex. Quý vị nghe nghe ghê chưa ha. Thì LifePak Nano là một cái sự tiến bộ to lớn trong cái việc bảo vệ chống lão hóa với ba cái đổi mới của khoa học quý vị. Cái đổi mới thứ nhất là khả dụng sinh học cao cấp với cái bằng sáng chế lipo nutrients CR6, hay là tiếng Việt là lipo nutrient, thì mình dịch lipo là chất béo, nutrient là dinh dưỡng béo, CR6 có nghĩa là dinh dưỡng béo mà có công nghệ CR, có nghĩa là carotenoid, là một cái tên của một cái nhóm antioxidant, nhóm chống oxy hóa. Ok quý vị, thì cái tên lipo nutrient CR6 từ đó mà ra, là một cái công nghệ mà nó được cấp bằng sáng chế và là công thức đầu tiên sử dụng công nghệ nano để cung cấp cho cái CoQ10 trở thành nano CoQ10 và một số và sáu nhóm carotenoid trở thành nano để mà hấp thụ qua đường ruột của mình tốt hơn. Mà nếu không có cái lipo nutrient CR6 này đó thì sản phẩm không thể hấp thụ dễ dàng qua đường ruột của mình. Thì cái đó là cái mà mình nói về lipo nutrient CR6 của Pharmanex New Skin quý vị nhé. Thì cái đổi mới khoa học, cái đó đổi mới khoa học thứ nhất đó là cái bằng sáng chế cái công nghệ lipo nutrient CR6 của Pharmanex, và cái đổi mới khoa học thứ hai đó là nó bảo vệ tế bào và cơ thể một cách rộng rãi với công thức carotenoid độc quyền bao gồm các chất chống oxy hóa mới và axit béo nano CoQ10 và axit béo omega 3. Ok, và cái đổi mới khoa học thứ ba của Pharmanex và của LifePak Nano là những thành tựu quan trọng có lợi ích cho tim và hệ thống tế bào như là các chất gọi là polyphenol resveratrol. Thì quý vị nào mà uống rượu đỏ đó thì quý vị sẽ biết cái chất resveratrol là cái chất chiết xuất từ trong rượu đỏ đó quý vị. Ok, và sự và cái đó là cái đổi mới ba cái khoa học khác nhau của cái LifePak Nano này nhá. Thì có thể trong này quý vị nghe một lần quý vị sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà đừng có lo lắng, quý vị chỉ cần hiểu sơ sơ là được rồi. Rồi nghe đi nghe lại nhiều lần nhé, tại vì cái bài LifePak Nano này nó có 6 trang và mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần để mà tích tụ được những tin thức này cho quý vị ha. Thì LifePak Nano bao gồm các công thức sản phẩm cá nhân khoa học được kết hợp thành một sản phẩm tiện lợi. Tức là mỗi một cái gói LifePak Nano á, thì nó bao gồm mình phải mở cái hộp này ra. Quên không có lấy ra sẵn. Nó bao gồm 7 viên đó quý vị. Thì các anh chị em nào ở Mỹ thì sẽ biết cái hộp này, còn các anh chị em Việt Nam sẽ biết LifePak. Thì đây là LifePak Nano. Ok. Thì bao gồm, wow, đó mất rồi. Mình xin lỗi nhé, LifePak Nano gồm tất cả những khoa học cá nhân sản phẩm được kết hợp thành một sản phẩm tiện lợi, mỗi gói bao gồm 2 viên. Thì cái này, 2 cái viên màu đỏ này nè quý vị, thì nó gọi là từ cái bằng sáng chế hay là từ cái công nghệ độc quyền gọi là CR6 lipo nutrient, tức là dinh dưỡng chất béo nó nằm trong này ha. Thì nó là công nghệ đó, và nhờ cái công nghệ này mà những chất béo như là nano CoQ10 với lại các carotenoid mà chất béo thuộc về dạng béo á, thì nó sẽ không có bị đóng cục và do đó nó có thể thẩm thấu qua đường ruột của mình dễ dàng hơn nhá. Thì cái này là nhờ công nghệ CR6
C6 liponutrient là dinh dưỡng của chất béo, và một viên nang vitamin. Thì trong viên này đó, một viên nang là vitamin, còn một viên nang khác là phytonutrient, tức là các cái màu xanh này nè quý vị là vitamin, còn cái màu này, cái màu vàng mà rực cái màu á, nó từ phytonutrient, tức là những cái dinh dưỡng từ thực vật mà có màu sắc rực rỡ, thì đó là cái viên nang này. Còn ba cái viên này gọi là ba viên khoáng chất, tức là theo hết quý vị ha. Thì năm cái viên này thành phần nó là đại khái là như vậy. Thì Life Pack Nano đó quý vị chứa hơn 60 chất chống oxy hóa, bao gồm cả tea green 97, chất trà xanh 97, và là một cái độc quyền cho sức khỏe của mình, để cho tế bào, và của qua công ty New Skin là tea green 97, trà xanh 97 ha. Thì cơ thể của chúng ta đang bị tấn công liên tục bởi các gốc tự do. Thì và khoa học đã chỉ ra rằng một mạng lưới chất của chống oxy hóa thì hiệu quả hơn trong công việc chống lại các phân tử gây tổn hại này. Thì nói tóm lại, trong trong những cái viên này là cả cả kể cả cái này là nguyên một cái mạng lưới chống oxy hóa, chứ không phải là chỉ một vài chất chống oxy hóa bình thường như là các cái viên các sản phẩm khác, mà thật sự cơ thể của mình nó cần một cái mạng lưới chất xích hóa, mạng lưới chống lại chất xích hóa, chứ không phải chỉ một vài thứ bình thường quý vị ha. Thì các gốc tự do đóng đóng trình lão hóa, nó liên hệ đến cái sự làm cho mình lão hóa và liên quan đến hầu hết các điều kiện sức khỏe, hơn 60 thứ bệnh khác nhau là các cái chất oxy hóa nó tạo ra cho mình như vậy. Thì chất chống oxy hóa, cái chất mà chống lại oxy hóa để chống lại gốc tự do để làm chậm lại cái quá trình lão hóa và cải thiện sức khỏe quý vị nhé, thì mình cần một cái mạng lưới để làm được cái chuyện này. Thì chất chống oxy hóa mà có tác dụng trên hơn 50 điều kiện sức khỏe, bao gồm chức năng tim mạch, sức khỏe mắt, sức khỏe của cái tình trạng óc, sức khỏe da, và hệ thống lão hóa và hệ thống miễn nhiễm. Ok quý vị, nguyên nguyên một cái chín thứ trên này là như là DNA protection, tức là hệ thống bảo vệ di thể của mình ha, rồi tim, rồi hệ thống miễn nhiễm, hệ thống xương, một cái network antioxidant defense, tức là cái hệ thống mà bảo vệ cái sự oxy hóa hàng ngày đang xảy ra cho mình. Mỗi một ngày tế bào mình bị hít cả 100.000 lần mỗi ngày quý vị nhé, và cả một cái hệ thống bảo vệ óc và hệ thống bảo vệ đường ruột của mình, bao tử và đường ruột, hệ thống bảo vệ mắt và hệ thống bảo vệ da cho mình. Ok, thì tất cả là có ở trong, nó là một cái network antioxidant và kể cả chất béo để bảo vệ cho mình từ những từ chính chính thứ đó quý vị nhé. Ok, thì do đó Life Pack Nano chứa hơn 60 chất oxy hóa là như vậy, và kể cả trà xanh 97 và độc quyền cho cái sản phẩm Life Pack Nano này mà thôi nhá. Thì nói tóm lại, Life Pack Nano bao gồm tất cả 8 dạng vitamin E, tức là tiếng Việt gọi là vitamin E thiên nhiên quý vị, rồi vitamin C, rồi selenium, tiếng tiếng Việt Nam gọi là silen đó, nhá, rồi đồng, rồi kẽm, rồi mangani. Các chất này chống oxy hóa là những chất chống oxy hóa khác nhau, bao gồm 6 carotenoid và hơn 20 flavonoid, trong đó có bao gồm catechin, và hơn 10 loại polyphenol ở trong cái hạt grape seed, tức là hạt nho quý vị, và kể cả alpha lipoic acid. Thì đây là những cái thành phần mà cái danh sách mình đọc dài xuống cho quý vị thấy rõ ràng là cái Life Pack Nano nó nhiều chất bổ đến như vậy quý vị ha. Thì trên 60 antioxidant, chất chống oxy hóa và nhiều thứ khác. Thì mình nghe nói nôm na là gần 90 chất quý vị nhá. Thì thật sự con người mình á, mình phải ăn, mình cần có 90 chất từ 22 thứ thức ăn mỗi ngày mà mình phải ăn để bảo vệ cho cơ thể mình từ trong ra ngoài một cách toàn hảo quý vị. Thì không ai làm được chuyện đó, do đó mình phải dùng Life Pack Nano làm vì vậy quý vị ha. Thì bây giờ mình nói về quyền lợi đặc điểm cơ bản của cái chất Life Pack Nano này, của sản phẩm Life Pack Nano này, thì nó nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào quý vị ha, nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào và các mô và các cơ quan trong cơ thể với mục đích cụ thể để bảo vệ chống lại sự tàn phá của lão hóa mỗi ngày. Cái thứ hai là khả năng sinh khả dụng cao với cái công nghệ độc quyền CR6 dinh dưỡng chất béo, thì làm cho tăng cường sự hấp thụ từ ruột vào máu và đến cơ thể để đạt được lợi ích tối đa chống lão hóa quý vị nhé. Thì công thức chống lão hóa tiên tiến giúp bảo vệ cơ thể với các chất dinh dưỡng quan trọng như là nano sioco cutane và carotenoid nano
nano carotenoid, tức là carotenoid mà biến thành dạng nano, tức là nó nhỏ, nó cực kỳ nhỏ để mà nó hấp thụ tốt hơn quý vị. Và nano siêu coQ10 cũng vậy, được làm thành dạng nano để hấp thụ tốt hơn cho mình ha. Thì nano siêu coQ10 là tóc tốt cho óc, tim với lại khớp quý vị ha. Rồi thì giúp duy trì các phản ứng viêm bình thường trong cơ thể. Rồi gì nữa là tiếp tục là những đặc điểm cơ bản mà của lai phát nano mà mình kể tiếp tục cho quý vị ha. Rồi nó là thức ăn để bổ sung và giúp bảo vệ não với cái chất DHA và EPA từ hai cái viên đỏ đó quý vị ha. Đây là thức ăn cho não, hai viên đỏ này nè quý vị nha, hai viên đỏ. Ok, thì các loại mà hai cái loại mà trong cái hai viên đỏ này nó có một cái lượng EPA và DHA, là hai loại mà nó được dạng của marine omega để bảo vệ óc cho mình, rồi bảo vệ tim cho mình, rồi bảo vệ khớp cho mình quý vị nha. Rồi cung cấp sự bảo vệ DNA tốt hơn để chống lại các gốc tự do bằng cách cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa và các phytonutrient. Thì again mình nói là phytonutrient, tức là tất cả những cái rau củ màu sắc rực rỡ trong thực vật đó quý vị, thì gọi là phytonutrient, gọi chung là như vậy, là chất dinh dưỡng mà có màu sắc rực rỡ, dịch ra là như vậy đi. Thì quan trọng như là cái chất axit alpha lipoic và catechin là rất quan trọng cho loài người của chúng mình ha. Và ngoài ra lai phát nano còn bảo vệ sức khỏe của tế bào với hệ thống phòng chống oxy hóa. Lai phát nano còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch với sự pha trộn toàn diện của các axit béo omega 3 và các chất dinh dưỡng khác, và cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng xương toàn diện quý vị ha. Nó nói chi tiết hơn cái bài hồi nãy mình nói. Rồi cung cấp hỗ trợ chức năng miễn dịch được khỏe mạnh. Rồi cái nữa là hỗ trợ sự trao đổi chất đường trong máu bình thường, tức là nó giúp hỗ trợ tiểu đường quý vị. Hồi nãy mình có nói về selenium á, với lại mangani đó quý vị. Thì hai cái chất đó nó hỗ trợ tiểu đường quý vị nhé. Và nó xử lý thiếu hụt dinh dưỡng. Rồi cái này nó có chứng nhận của cái NSF. NSF là National Sanitation Foundation. Thì cái này mình nói sau, nhưng mà có thể nó là một cái đề tài nói chuyện riêng về những cái ba cái cơ quan mà thị thực sản phẩm lai phát của công ty, mình sẽ nói chuyện riêng một cái bài đó. Nhưng mà cái này nó có nghĩa là National Sanitation Foundation, tức là nhờ cái này mà cái hộp này có nghĩa là nó an toàn và nó hiệu nghiệm và nó trong sạch tinh khiết cho mình dùng quý vị ha. Thì cái dấu hiệu này rất là quan trọng. Ôi, quý vị nhá nhá, đây là của sản phẩm Life Park Nano. Rồi, thì cái điều gì mình nói đến cái đề tài kế tiếp, điều gì mà làm cho sản phẩm Life Park Nano này trở nên độc nhất vô nhị quý vị nhá? Là tại vì nó là có cái công nghệ, mình lặp lại công nghệ đó là lipo nutrient, tức là dinh dưỡng về chất béo mà cái tên CA6 á. CA stand, CA có nghĩa là carotenoid và 6 cái nhóm carotenoid. Thì nhờ cái công nghệ này mà nó có tính khả dụng cao, cho nên nó thẩm thấu tốt hơn, có vậy thôi ha. Rồi trong cái điều thứ hai làm cho cái này độc đáo á, là nó có omega 3 chống phản ứng viêm và cung cấp các lợi ích chống lão hóa khác. Và cái thứ ba đó là resveratrol, tức là một loại cái polyphenol mà ở trong rượu vang đỏ, trong cái grape seed á, trong cái hạt nho, để nó giúp cho hỗ trợ sức khỏe của não tim và chống lão hóa. Và ngoài ra trong Life Park Nano có một cái hỗn hợp vitamin E mà thuộc loại tối tân và tiên tiến, khác khác các loại vitamin E của các sản phẩm khác quý vị, và chỉ độc quyền của New Skin. Và cái nhóm E này đó, nhóm vitamin E đó, tiếng Việt đó, mình gọi là E nhưng mà tiếng Việt gọi là E đó, thì nó cân bằng giúp bảo bảo vệ chống lão hóa tốt hơn hay quý vị ha. Và nhờ cái nguồn kế tiếp đó, là nhờ cái nguồn magnesium và calcium đó quý vị, thì nó giúp cho cái khả năng hấp thụ tốt hơn cho cái vitamin E này quý vị nha. Và cái này lặp lại cung cấp hơn 60 chất oxy hóa, 60 chất chống oxy hóa khác nhau. Và Life Park Nano cũng cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và dưỡng chất carotenoid mà dạng nano trong hai cái viên mà màu đỏ đậm ha. Mà ngoài ra trong hai viên này còn có chứa bốn cái nhóm mà của chất chống oxy hóa, gọi là astaxanthin, zeaxanthin, beta carotene và lutein. Tức là mấy cái này là lutein là mình bảo vệ mắt quý vị ha, beta carotene á, là bảo vệ óc, tim và khớp, còn astaxanthin và zeaxanthin á, là chống ung thư quý vị nhá, và nhiều thứ khác nữa ha. Rồi Life Park Nano cũng là một cái sự bổ sung chế độ ăn uống toàn diện cho mình mà lần đầu tiên
có trên thị trường quý vị ha. Và trong đó có đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là blind study đó, nó đã có chứng minh lâm sàng đàng hoàng là bổ sung toàn diện cho mình và có hiệu nghiệm quý vị ha. Và Life Park Nano cũng tăng cường toàn bộ hệ thống phòng chống oxy hóa để bảo vệ chống lại các tổn thương mà bị tấn công bởi gốc tự do quý vị nhớ nhé. Thì ok, thì tóm lại là nó cung cấp một cái network, tức là một cái hệ thống mạng lưới chống oxy hóa và có lợi ích tối ưu cho cơ thể con người quý vị nhé. Ok, thì mình thấy có một số câu hỏi đó, thì quý vị cứ cứ đánh câu hỏi vô, rồi sau khi xuống bài thì mình sẽ đi từng tới từng câu hỏi một và mình sẽ inbox quý vị nhá, không cần phải lo, cứ cứ để câu hỏi vô cho mình. Rồi bây giờ nói về cái đề đi 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 trở lại cái đề tài của cái bài nói chuyện ngày hôm nay là sự khác nhau giữa Life Park Nano và Life Park Pride và Life Park và Life Park Woman và Life Park Renato là gì quý vị ha. Thì Life Park Nano đó đã được xây dựng và thiết kế để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên, ngoại trừ phụ nữ mang thai. Tức là nếu mình có bầu mình không được dùng Life Park Nano, là lý do là tại vì nó có trà xanh và nó có resveratrol, tức là chiết xuất từ hạt nho đỏ, và nhiều chất khác nữa mà công ty chưa có làm chứng minh lâm sàng trên phụ nữ có bầu. Thành ra phụ nữ có bầu có Life Park Prenatal mà thì đâu có cần phải dùng Life Park Nano, tại vì mình đã bị hỏi khá nhiều quý vị nhé. Mình có bầu mình dùng Life Park Prenatal và Marine Omega, cái đó là hai hai cái duy nhất mình không dùng gấc, mình không dùng yod, elog yod mình cũng không dùng. Mặc dầu là mình có nghe có người nói là người phụ nữ có bầu dùng elog yod được, nhưng công ty trả lời là không có thí nghiệm lâm sàng trên phụ nữ có thai với elog yod, thành ra mình không dùng. Cái này mình hơi nói ra ngoài đề một chút, nhưng mà nó liên hệ tới Life Park Prenatal và mình bị hỏi khá nhiều, thành ra mình nói luôn. Nếu mình có bầu hoặc là mình chuẩn bị có bầu hoặc là mình có bầu, đang có bầu hoặc là mình đang cho con bú, thì hai sản phẩm duy nhất mà mình được dùng đó Life Park Prenatal và Marine Omega quý vị nhớ nhé. Kể cả đang khi sanh xong rồi có con bú cũng không được dùng yod, không được dùng vitality, không được dùng gì khác. Ok, đó là đề nghị của công ty để bảo vệ cho em bé quý vị nhé. Tại vì tất cả những chứng khác không có minh chứng lâm sàng cho bà bầu, thành ra mình đừng dùng có vậy thôi. Rồi, thì Life Park Nano, ok, mang lại những lợi ích của Life Park, Life Park Pride và Life Park Woman, tức là Life Park phụ nữ, nhưng với một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời là nhờ công nghệ nano và cái công nghệ gọi là CR6 dinh dưỡng béo, của chất béo. Tiếng Anh chính xác là CR6 lipo-nutrient. Không, thì cái sự khác biệt giữa Life Park Nano và tất cả các thứ khác là hai cái công nghệ đó đó quý vị ha. Thì lý do nè, cái lipo-nutrient CR6 đó, ok, tức là mình dịch lại để quý vị nào vô sau. Lipo-nutrient tức là dinh dưỡng chất béo, CR tức là carotenoid, là cái nhóm chống oxy hóa, mà số 6 có nghĩa là 6 nhóm đó, nó cung cấp cho cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng mà kém hấp thụ. Nếu bình thường không có công nghệ này đó, nó sẽ không hấp thụ được cơ thể mình, nhưng mà nhờ cái công nghệ lipo nutrient CR6 á, mà những cái chất mà khó ke khó hấp thụ sẽ được hấp thụ vô cơ thể mình. Ok, thì ngoài ra đó thì cái đó là nó nằm ở trong cái công nghệ đó, là công nghệ tạo ra hai cái viên này nè quý vị ha. Nó ngoài ra nó còn chứa hai cái viên này đó, ngoài ra nó còn chứa những cái chất dầu cá và dầu con tôm khuyết cực kỳ tinh khiết với số lượng tương đương để phục vụ đầy đủ cho cơ thể con người mình hàng ngày. Mỗi ngày mình uống 4 viên nha quý vị ha, hai gói đó 4 viên nha. Rồi, ngoài ra đó, ok, thì một vài thành phần có trong Life Park Pride đó, bây giờ mình nói về Life Park Pride đó, nhà mình có một hộp đây, tại vì mẹ mình lớn tuổi thành ra mình cũng có dùng Life Park Pride cho mẹ, thỉnh thoảng mình thay đổi Life Park Pride nè quý vị ha. Thì Life Park Pride đó nó có bạch quả và glucosamine nha quý vị. Glucosamine là hỗ trợ hệ thống xương khớp nha quý vị. Còn bạch quả thì mình xóa đi, mình chưa biết, mình cũng chưa kịp có thời giờ để nghiên cứu bạch quả nó hỗ trợ cái gì, nhưng mà glucosamine ai cũng biết là xương khớp. Nhưng mà để mình thành ra do đó đó. Do đó trong Life Park Pride nó có cái đó, Life Park Nano không có. Còn Life Park phụ nữ đó thì nó có isoflavone và cranberry. Thì cranberry quý vị biết rồi là chống nhiễm trùng, các cái loại như là nhiễm trùng đường tiểu đó,
Thành ra trong cái phụ nữ nó có cái đó với lại isoflavone nữa quý vị ha. Thì không được cung cấp trong LifeHack Nano. Ok. Nhưng mà tuy nhiên hầu hết các lợi ích mục tiêu của các thành phần này được cung cấp thông qua các thành phần duy nhất và độc đáo của LifeHack Nano. Ha. Nói như vậy có nghĩa là các lợi ích của các cái sản phẩm khác, của các sản phẩm LifeHack khác á, mà LifeHack Nano mặc dầu không có bạch quả và glucosamine như trong LifeHack Pride, không có isoflavone và cranberry như là LifeHack Ngũ Mính. Nhưng mà LifeHack Nano, những cái thành phần có sẵn trong LifeHack Nano nó đã phục vụ được những cái lợi ích của hai cái LifeHack Pride và LifeHack Ngũ Mình đó rồi. Thành ra nói tóm lại đó, thì tại sao mình có LifeHack Pride và LifeHack Ngũ Mình quý vị? Thì theo như cái sự đọc của mình đó, thì họ nói rằng thì là đó là hai sản phẩm ra trước LifeHack Nano. Thành ra nó cứ có nó đã có sẵn ở thị trường thì cứ có sẵn ở thị trường thôi. Nhưng mà công ty đề nghị quý vị nào vẫn tiếp tục dùng LifePak Prime và LifePak của mình á, thì vẫn phải dùng Marine Omega thì mình mới có đủ đầy đủ thành phần để bảo trợ cơ thể của mình quý vị nhá. Thành ra tóm lại LifePak Nano là đầy đủ nhất và tuyệt vời nhất và tối ưu nhất, được thiết kế tối ưu nhất cho cơ thể của con người quý vị ha. Thì cái đó là mình nói sơ về các cái sự khác nhau. Thì còn thêm nữa đó thì là LifePak, nói về LifePak đó quý vị, thì LifePak là LifePak Nano có tất cả những gì mà LifePak có nhưng mà nhiều hơn là nhờ công nghệ nano. Ok, thì nói tóm lại đó, chỉ có LifePak Nano là công nghệ nano và do đó cái sự hấp thụ của nó tốt hơn và nó có nhiều chất hơn những cái các thứ khác, là như là nó có rượu nho đỏ rồi resveratrol, nó có trà xanh, nó có nhiều, nó có nhiều cái polyphenol và nó có nhiều chất hơn của so sánh với các LifePak khác ha, và nó phục vụ đầy đủ hơn. Thì cái đó là cái mình chia sẻ nhé. Còn bây giờ nói về tuổi tác đó, thì LifePak và LifePak Nano được dùng giữa 18 cho tới 40 tuổi, còn LifePak Pride đó thì trên 40 tuổi trở lên quý vị nhé. Còn hoặc là dùng cho những người đàn bà đó, thì dùng cho những người đàn bà mà đã hết kinh nguyệt rồi đó, thì LifePak Pride dùng cho những người đó cũng được. Còn LifePak của mình là LifePak phụ nữ đó, thì cho những người trước và đang đang sắp sửa hết kinh thì dùng cho LifePak của mình, trước khi hết kinh và sắp sửa hết kinh thì dùng LifePak của mình. Ok. Còn LifePak Prenatal tức là dùng cho các quý vị có bầu mà thôi. Thì bây giờ mình nói sang cái LifePak Prenatal nó khác biệt như thế nào quý vị nhá. So sánh với các LifePak khác, nó chỉ khác biệt một ít thôi là các cái chất á. Mình xin lỗi để mình chuyển sang cái trang nhé. Ok. Sự khác biệt của LifePak Prenatal. Ok, đâu rồi? Xin lỗi quý vị nhé. Ok, here it is. LifePak Prenatal tại vì nó có folate. LifePak Nano cũng có nhưng mà LifePak Prenatal có nhiều folate hơn quý vị. Cái nồng độ của folate cao hơn bên Nano. Thành ra khi mà được dùng cho bà bầu là tại vì dùng trước khi thụ thai rồi dùng trong khi thụ thai thì nó sẽ giúp đỡ cho cái sự tăng trưởng một cách mạnh mẽ của cái bộ óc và của spinal cord của em bé nhé. Thành ra cái folate nó có tác dụng đó. Rồi cái khác biệt thứ hai của LifePak Prenatal là có bầu á quý vị, LifePak bà bầu á là nó có cái chất inositol, tức là đánh vần là I N O SITOL, nhưng mà quý vị cũng không cần phải biết rõ ha. Thì nó rất là quan trọng để mà nó điều khiển cái kích thích tố của bà bầu. Trong khi mình có bầu mình hay có những kích thích tố mà nó làm cho mình hỗn loạn á, thì cái chất inositol nó có tác dụng đó. Ok. Và cái thứ ba đó là calcium. Trong LifePak bà bầu nó có calcium và magnesium mà để hỗ trợ cái sự tăng trưởng của xương của em bé nhá. Thì lẽ dĩ nhiên LifePak Nano cũng có calcium và magnesium nhưng mà cái nồng độ nó ít hơn bên lại LifePak bà bầu. Do đó khi mà có bầu mình phải dùng LifePak Prenatal là như vậy quý vị, nó được design để cho bà bầu. Và ngoài ra đó, trong LifePak bà bầu đó, trong LifePak Prenatal đó nó còn có iron và iron support cho cái sự sản xuất hồng huyết cầu cho mẹ và con nha quý vị.
mà Life Park Nano không có iron ở trong đó nhá. Rồi Life Park Nano nó cũng thiết kế để cho ra những cái vitamin và những cái mineral mà cần để cho tốt cho bà bầu khi mà sản xuất sữa đó, sản xuất sữa tốt cho em bé đó, và để mà bảo vệ, gia tăng cái sự hệ thống miễn nhiễm mạnh hơn để bảo vệ em bé ha. Thì về tim nè, về hệ thống miễn nhiễm nè, và đồng thời nó cũng support, tức là nó cũng hỗ trợ cái hệ thống máu tiểu đường, chống tiểu đường cho bà bầu ha. Và đồng thời nó cũng hỗ trợ tất cả những cái gì mà thiếu thốn về dinh dưỡng mà trong thời gian có bầu. Thì cái Life Pack Prenatal nó chỉ có vậy thôi, cái việc nó khác chỉ có vậy thôi. Rồi thì bây giờ coi như là mình nói xong tất cả những cái gì mà khác biệt giữa Life Pack với nhau, thì cái bài nói chuyện của mình hôm nay có thể là chấm dứt. Thì mình thấy có nhiều câu hỏi đó, thì mình sẽ đi vô coi từng câu hỏi một và mình sẽ trả lời từng câu hỏi một cho quý vị. Thì sau khi mình xuống ngày hôm nay thì mình sẽ đăng trên cái gear product support, cái chart đó, cái chart mà mình đăng ở đầu bài này đó, mình đăng trên đó sự khác biệt của từng sản phẩm, thành phần nó là gì của từng sản phẩm một. Mình có cái list nó ở trong cái product resource của cái bài live hack đó quý vị. Nếu quý vị vô nhìn quý vị cũng thấy nó ở trong đó ha. Thì live hack nano là tốt nhất là nhờ công nghệ nano và nhờ công nghệ lipo nutrient, tức là dinh dưỡng chất béo, CR6, tức là có 6 chất carotenoid, và do đó nhờ hai cái công nghệ đó mà chất dinh dưỡng nó thẩm thấu vô người mình một cách hữu hiệu hơn. Những người có vấn đề về đường ruột đó quý vị, bắt buộc phải dùng Life Pack Nano, và nhờ Life Pack Nano mà họ sẽ không có bị thiếu dinh dưỡng. Tại vì đa số người kia, chính mình cũng vậy, đường ruột của mình là rất là khó thẩm thấu quý vị. Chính ông bác sĩ của mình nói như vậy. Thành ra mình phải dùng Life Pack Nano và mình không thể dùng các thứ khác. Và các thứ khác thì những cái nào mà không có chữ nano thì nó không có công nghệ nano, thì cái sự thẩm thấu của nó kém hữu hiệu hơn. Và nếu đường ruột của mình có vấn đề thì mình không có được cái sự absorb của mình không có được tốt để mà vô thì không tốt. Thì do đó và nhờ công nghệ Life Pack Nano đó quý vị, và nhờ công nghệ CR lipo nutrient CR6 á, mà cái sự thẩm thấu gia tăng từ 5 cho tới 10 lần tùy theo cái tình trạng của đường ruột của mình. Thì đại khái Life Pack Nano nó là như vậy quý vị ha. Thì nếu tài chánh có thể thì nên dùng Life Pack Nano. Còn lẽ nhiên những cái sản phẩm khác là tại vì trong cái thời một cái tài liệu mình đọc á, mình nhớ là tờ mờ đó, là tại vì nó chế ra trước khi Life Pack Nano, thành ra nó vẫn ở đó thôi. Thì bắt buộc phải dùng Marine Omega nếu mình dùng những sản phẩm khác. Rồi xin thân chào và tất cả 70 quý vị đang có mặt trên cái cuộc live Facebook live ngày hôm nay, và mình appreciate you all và I love you all. Thì chăm sóc sức khỏe chủ động là một bổn phận, là một trách nhiệm. Tại vì khi mình bệnh á, thì mình không giúp ích được gia đình mình mà mình còn là gánh nặng cho người người thân của mình nữa quý vị. Thì chuyện đó quý vị không muốn nhé. Thì cái đó là cái lời cuối cùng mình chia sẻ cho quý vị. Và xin thân chào tất cả các anh chị em trong nhóm Gear GIVE, và cảm ơn ban lãnh đạo của nhóm Gear đã cho mình được phép lên đây để chia sẻ quý vị về Life Hack và ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào và xin cảm ơn ạ.